Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2023. Các em học sinh sẽ lần lượt dự thi 3 môn toán, tiếng Anh và ngữ văn. Riêng thí sinh thi lớp 10 trung học phổ thông chuyên sẽ thi thêm một môn chuyên. Ghi nhận tại trường trung học cơ sở thị trấn Tân Trụ, bước vào giai đoạn nước rút, không khí ôn luyện của học sinh khối lớp 9 diễn ra hết sức khẩn trương. Ngoài việc hệ thống củng cố kiến thức cho các em học sinh, các thầy cô giáo được phân công ôn thi cũng đặc biệt lưu ý cho các em cách làm bài thi, những kỹ năng khi vào phòng thi, cũng như chuẩn bị tâm lý cho các em bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt hiệu quả nhất. Và năm nay có cái sự thay đổi là nhà trường sẽ phân loại đối tượng học sinh ra cụ thể theo khá giỏi và mức độ trung bình để cho giáo viên và các em học sinh được ôn tập tốt hơn nhằm đạt kết quả cao trong cái kỳ thi tuyển sinh. Khối lớp 9 năm nay của trường có 239 học sinh, trong đó 215 em đăng ký thi vào các trường trung học phổ thông và 20 em đăng ký thi vào trường trung học phổ thông chuyên Long An, 5 em nộp hồ sơ học nghề. Ngoài ôn tuyển sinh ở trường thì em còn tăng cường các buổi học thêm để luyện giải đề. Đối với em thì môn toán là khó nhất nên em từ đầu năm em đã có những cái có lớp học thêm riêng để cô có thể bồi dưỡng cho em cũng như là trau dồi kiến thức. Em mong là có thể đạt kết quả cao cho kỳ thi năm nay. Em thường tham khảo các đề thi chuyên của những năm trước và nếu mà cái bài tập đó em không tìm ra cách giải, em sẽ hỏi cô hoặc là lên trên mạng để tìm ra. Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, huyện Tân Trụ có 968 thí sinh đăng ký dự thi. Huyện có 2 hội đồng tuyển sinh, gồm trường trung học phổ thông Tân Trụ và trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn huyện Tân Trụ đã sẵn sàng.